làm được rồi, hại tiếp về cái đường khác. Nhưng mà đây là một cái ghi âm mà ông Thắng đã thuê Thám Tử Cao 100 triệu để hại Thiền Nam về tội loạn luân nha các bạn nghe nha. Các bạn chờ mình tí. Thì bây giờ vài ngày nữa thì em gặp mặt nói chuyện tính bước tiếp theo.